gửi bà con quen biết và chưa quen biết, thân gửi đồng bào nước Việt, game mới đã lên sóng. Với giai điệu hào hùng của tuổi thanh thiếu niên, anh Kim Đồng rất đáng được trân trọng để thả một tim yêu thích và share nhiệt tình. Kính thương quý nhờ anh chị em gần xa, bạn bè thân hữu, đồng bào cả nước thương tình thả tim và share để anh Kim Đồng trong sử Việt Đồng của đội ta có nhiều động lực hơn để hoàn thiện tựa game tốt hơn với giá trị lịch sử đáng trân trọng. Mong muốn sẽ là một bài sử dễ học dễ thuộc cho các thế hệ đàn em. Cảm ơn và trân quý bà con cô bác, đồng chí đồng bào vô cùng. Trân trọng biết ơn. Admin kính chúc sức khỏe cả nhà. Bốn bước bình chọn thật đơn giản. Cả nhà yêu ơi, làm theo nhé. Bước 1, vào link fanpage của tựa game Sử Việt Đồng có trong mô tả clip này. Bước 2, thả tim yêu thích. Bước 3, comment vài dòng yêu thương. Bước cuối cùng, share công khai. Mỗi trái tim của cả nhà bình chọn cho tựa game Sử Việt Đồng rất đáng được trân quý biết bao. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và thành công. Đa tạ.